Hi, chào cả nhà. Bữa nay thì mình sẽ làm chè sầu riêng với là bơ, món ăn chơi rất là ngon. Nam say hi đi. Hi. Hi. Thì Nam bị con muỗi cắn cho nên cái mắt nó hơi sưng. Cả nhà có thể xài sầu riêng tươi hay là đông đá thì mình rất là thích cái loại này. Rồi mình cũng có trái bơ với lại hộp é sữa này, rồi có đá. Tiếp theo là jelly. Jelly này là của trái cây đấy cả nhà. Rồi cùng mình cũng có sữa đặc. Còn bây giờ thì mình sẽ cắt cái trái bơ này ra nha. Thì cái chè này á, thì cái chè này rất là dễ. Cả nhà có cái trái cây nào thì mình cắt vào đó. Nhưng mà cái bơ này nhìn rất là ngon. Rồi mình bỏ hột é vô. Hột é thì ăn rất là mát. Rồi mình bỏ một jelly vô. Thì mình nó rất thích ăn bơ thì mình sẽ cắt một một trái luôn. Và cái bơ này đó mình mua ở Costco đó cả nhà. Rất là ngon. Rồi mình sẽ bỏ một tí sữa vô. Rồi một tí sữa đặc. Sữa đặc hay là cả nhà có thể bỏ đường hay là mật ong cũng tùy. Thì cho ngọt một tí mình sẽ bỏ một tí đường, một tí sữa đặc ở trong đây. Rồi còn bây giờ thì mình sẽ mở cái sầu riêng này ra. Thì hồi lúc mình có mua sầu riêng tươi đó nhưng mà không có ngon, hên xui thôi. Nhưng mà cái loại này mình ăn đã một lần rồi, rất là ngon. Thì cái hộp này đó họ bán là 11 đồng, 11 là 99 và 12 đồng. 12 đồng thì trong đây có cũng rất là nhiều muối mà rất là ngọt. Hồi lúc mình làm kem đó mình có xài cái loại này rồi. Mình sẽ mở ra. Đông lạnh thì đang đông lạnh hơi cứng cho nên mình sẽ cắt nhỏ ra. Thì cái sầu riêng này á đã ngọt rồi đó, mình không có cần phải bỏ đường nhiều. Thì cả nhà có nếu mà muốn ăn sầu riêng nhiều đó thì mình bỏ chiều. Thì trời nóng gì đó mình ăn chè rất là mát. Mình bỏ thêm một tí hột é vô nữa. Rồi mình bỏ đá vô. Nếu mà còn lạc quá thì mình có thể cho một tí sữa đặc nữa hay là đường tùy cả nhà. Đây cái ly chè của mình nhìn rất là ngon. Đây thành quả của mình. Còn bây giờ thì mình sẽ thử cho Nam ăn nha. Cái này giống như là bơ dầm với lại sầu riêng đó cả nhà. Thì mình nghĩ rất là thơm lắm, tại có bơ nè, bơ với sầu riêng thì rất là hợp. Ngon không? Ngon không? Nam ăn ngon không? Được không? Để mami thử coi nha. Ngon quá. Béo. Béo. Có bơ với sợ họ béo, nó đi béo. Ăn ngon, em ăn ngon. Mình rễ không? Rễ đi. Còn bây giờ thì Nam với mình sẽ ăn cái chè này. Bây giờ thì mình sẽ chấm dứt cái video này. Các bạn nào mà chưa có đăng ký kênh mình thì nhớ subscribe. Bye. Hẹn các bạn trong video sau. Cảm ơn, bye đi. Bye. Em bye đi. Rồi, một tiếng nữa. Rồi.